Vậy là đã hết những ngày nghỉ Tết Nhâm Dần, mọi người lại bắt đầu công việc của mình. Lướt qua vài trang thấy có bài cách mạng xóa bỏ độc tài Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ đâu của Nguyễn Văn Đài. Nói đến Đảng Cộng sản Việt Nam, có lẽ hầu hết mọi người đều hiểu vị trí, vai trò và trọng trách của Đảng đối với dân tộc, với đất nước là như thế nào. Tuy nhiên, có nhiều phần từ xưa nay vẫn cố tình dùng những luận điệu tuyên truyền truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật để đả kích, lên án, nói xấu Đảng, nhà nước nhằm mục đích chống phá. Từ khi chưa có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta đắm chìm trong nỗi đau, nỗi thống khổ cùng cực của người dân mất nước, mất chủ quyền. Kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận vai trò, trọng trách là những người tiên phong đi đầu, xây dựng khối đoàn kết, củng cố, tập hợp lực lượng và đã đề ra được chủ trương, đường lối đúng đắn, nắm bắt thời cơ lãnh đạo nhân dân đứng lên, làm cách mạng, được ghi dấu bằng chiến thắng vang dội của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, giúp cho đất nước ta giành lại độc lập chủ quyền, nhân dân ta được tự do. Gần 80 năm qua, Đảng đã đề ra chủ trương, đường lối lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức, khắc phục hậu quả của chiến tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao vị thế của đất nước trong khu vực cũng như thế giới. Thực tế cho thấy, những năm gần đây, với chủ trương, đường lối của Đảng, mở rộng quan hệ đối ngoại hợp tác đa phương với các nước, hội nhập quốc tế sâu rộng trên tất cả các mặt đã khẳng định sự phát triển đi lên của đất nước. Mặc dù 2 năm vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid, nước ta cũng như các nước khác trên toàn cầu gặp không ít khó khăn, nhưng dù vậy, nhìn tổng thể chúng ta vẫn duy trì được tốc độ phát triển kinh tế, xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao về cả vật chất và tinh thần. Chúng ta không quá tự hào nhưng chúng ta cũng đủ tự tin vì Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi nhận, khẳng định uy tín, vị thế cùng sức sống mãnh liệt của những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hơn 5 triệu đảng viên cũng như các tầng lớp nhân dân chính là lực lượng nòng cốt quan trọng nhất để cụ thể hóa và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. Vậy nếu những chủ trương, đường lối ấy không đúng đắn thì sẽ không nhận được sự đồng lòng, thống nhất thực hiện của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Như thế đất nước sẽ không thể phát triển, đời sống nhân dân sẽ gặp muôn vàn khó khăn, đói nghèo sẽ là một vấn nạn nghiêm trọng. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy đất nước ta đang ngày một phát triển đi lên, nhân dân đồng lòng, đoàn kết. Tất cả những khẳng định, luận điệu trên của Nguyễn Văn Đài về Cộng sản Việt Nam chính là nhằm mục đích kích động, kêu gọi bạo loạn, lật đổ, chống phá đảng chế độ. Đây cũng chính là những chiêu bài mà những phần tử chống đối và các thế lực thù địch vẫn dùng. Mặc dù Nguyễn Văn Đài đưa ra những lời kêu gọi như vậy, nhưng tôi tin những người dân Việt Nam luôn kiên định một lòng yêu nước sắt son, giữ vững bản lĩnh và ý chí kiên cường, dũng cảm, thấm nhuần tinh thần dân tộc dân chủ, nhân văn. Với vốn sống dồi dào, trình độ hiểu biết ngày càng cao, họ sẽ biết phân biệt phải trái, đúng sai để hành động đúng, làm theo chân lý.